Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Chai TV. Rất mong các bạn sau khi xem video clip sẽ đăng ký kênh, chia sẻ video, nhấn nút like. Và nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có đóng góp cho mình, xin các bạn hãy comment xuống phía bên dưới. Ngoài ra, code hoặc là những cái tài liệu có liên quan các bạn có thể xem trong phần mô tả của video. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học của ngày hôm nay. Okay, xin chào các bạn. Thế thì trong bất kỳ một cái dự án nào chúng ta làm ấy, thì nó đều có một cái phần gọi là phần test. Thì khi chúng ta test thì các bạn có thể có rất là nhiều cái cách để các bạn test đúng không? Thì khi mà chúng ta sử dụng thằng Maven ấy, thì các bạn cũng sẽ có cái cách để các bạn test với Maven luôn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần test đó nhé. Rồi, trước hết á, thì mình sẽ tạo ra một cái dự án Maven đơn giản nha. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái Maven Project rất là đơn giản thôi. Mình sẽ để đây ha. Rồi mình sẽ đến đây là ví dụ về test rồi ok mình chọn finish các bạn nhé. Thế thì không biết là các bạn có được học về unit test và chúng ta có được học về test case hay chưa. Thì giả sử như ở đây mình tạo ra một cái class đơn giản và mình tạo ra một cái máy tính đi. Mình tạo ra một cái máy tính các bạn nhé. Mình order và mình tạo ra một cái class. Thì ở đây mình sẽ tạo ra cái máy tính. Thì máy tính các bạn có thể có những cái hàm, ví dụ là tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia gì đấy, được chưa? Ở đây các bạn có thể tạo thêm một cái bucket đi, module ha. Rồi, module. Rồi, ok, xong. Rồi, module nhé. Chúng ta bỏ cái thằng máy tính bên ngoài đi đi ha. Nó chừa thằng máy tính ở bên trong hay thôi. Thì giả sử như bên trong cái máy tính này, mình sẽ viết một vài cái hàm static. Rất là static tính cộng ha, double a double b đó, double a double b như thế này. Ở đây thì mình sẽ trả về kiểu dữ liệu là double luôn nhé, tại vì mình sẽ cộng hai con số. Thì các bạn có thể là return về a cộng b đó, các bạn thấy không ạ? Rồi tương tự như vậy mình cũng sẽ làm một cái thằng là phép trừ, phép trừ, phép trừ đúng không? Thì nếu như mà đúng á thì chúng ta phải return về thằng là a trừ b thì nó mới đúng. Nhưng mà bây giờ giả sử như các bạn lập trình viên của mình ấy, là bạn làm sai, tức là rõ ràng đây là một phép trừ nhưng bạn lại làm nó là một phép cộng a cộng b, các bạn thấy không ạ? Thì chúng ta sẽ test nó như thế nào? Thì rất là dễ thôi, là ở trong cái thư mục test ấy, khi các bạn tạo ra một cái dự án Maven á, nó sẽ có một cái thư mục test ở đây. Rồi ở trong cái phần test này các bạn sẽ có thể tạo ra những cái class để các bạn test. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo ra một cái các bạn có thể là chọn cho mình cái unit test ha. Nếu các bạn tìm xem ở đây nó có hay không. Đây unit test case nè, các bạn đánh chữ unit vào thì các bạn chọn test case ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn, rồi chúng ta đặt tên cho cái lớp của chúng ta thôi. Ví dụ cái name của chúng ta là gì? Ví dụ chúng ta là test test máy tính, được chưa? Test máy tính. Rồi các bạn có thể add cái thư viện này vào, hoặc là các bạn không add cái thư viện này thì để một tí nữa chúng ta khai báo ở bên dưới cũng được ha. Thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể khai báo ra cái thư viện. Trước hết á, là các bạn muốn test được á thì các bạn phải có cái thư viện unit test ở trong cái thằng này, được không nè? Các bạn phải có cái gì thư viện unit test ở đây. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái dependency ở đây ha các bạn. Chúng ta tạo ra cái dependency. Rồi ở trong cái phần dependency này thì các bạn sẽ có thể đi lên trên cái trang của Maven á, để chúng ta tìm, để mình sẽ tìm á, mình sẽ tìm cái unit đây, mình sẽ tìm cái phiên bản mới nhất là unit, tùy theo cái mà các bạn đang sử dụng ha các bạn ha. Các bạn sẽ chọn cái thằng nào mà nó phù hợp với cái thời điểm mà các bạn xem cái video này, thì các bạn chọn cái thư viện unit cho nó phù hợp nhé. Rồi ngoài ra thì để mình kiểm tra xem, ngoài ra thì để mà test cho nó chuẩn thì các bạn nên có thêm một cái plugin nữa, xin lỗi, có một cái thư viện nữa, đó là các bạn nên sử dụng thêm cái thư viện của cái thằng Z Unit Jupiter. Thì cái thằng này là Z Unit 5 rồi, nếu mà chúng ta không sử dụng thằng Z Unit 4 thì các bạn sử dụng cái thằng Z Unit 5 đây đó, các bạn sử dụng thằng Z Unit 5 nhé. Rồi các bạn có thể là bây giờ thì chúng ta cần phải cần fix cái phần build á các bạn. Chúng ta cần fix cái phần build ở đây. Thì trong cái thẻ build này chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái thằng rất là quan trọng, đó là cái plugin. Cái plugin của chúng ta. Thì các bạn có thể cho mình một cái plugin. Đây mình sẽ gọi cho các bạn ha. Các bạn có thể
tham khảo lại code của mình để trong phần GitHub các bạn xem, vào trong đó các bạn xem. Thì mình sẽ cần một cái plugin, đó là cái Maven Surface Surefire plugin. Thì các bạn có thể search cái từ khóa này ở trên cái thằng Maven. Đây, các bạn search cái từ khóa này ha, Maven Surefire plugin. Rồi chúng ta copy cái thằng đó về. Đây, các bạn click vào đây ha. Chúng ta copy cái version nào cho nó mới mới á, và nó đã release rồi á, thì chúng ta copy cái thằng đó về, bỏ vào đây. À, các bạn bỏ đi cái chữ dependency ở đây ha. Bỏ cái thằng này luôn. Rồi, bỏ cái thằng dependency ở đây. Đó. Rồi. Ở đây nó bị sai gì ta? Group ID. Invalid. Honor. Ok, các bạn chờ mình chút xíu nha, để mình kiểm tra lại xem nó có cái thằng nào nó sai không. Có thể cái version này nó không phù hợp. Mình chọn thử một cái version cũ hơn thử các bạn nhé. Version 2.20 chấm chấm 0 thử xem nó có hoạt động được không. Mình update nó trước, mình update nó trước. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra lại. À, nó không tìm thấy cái thằng này. Mình không hiểu tại sao nó không tìm thấy. À, chúng ta thiếu một cái là cái plugin. Trong cái plugin có S này, các bạn phải có những cái plugin con bên trong nha. Mình bị thiếu cái phần đấy. Đây, mình bị thiếu cái phần đấy, thì các bạn chỉ cần bỏ thêm phần đấy vào bên trong đây là xong. Ok, kịp không ạ? Đó, vậy là hết lỗi ha. Thì hồi nãy chúng ta sử dụng cái version bao nhiêu nhỉ? Mình lên trên đây mình lấy cái version mới mới đi. Là version 3.0.0.m7. Đây, mình copy cái version này về ha. Ok. Đây. Rồi. Như vậy thì chúng ta hầu như là chúng ta thứ nhất là chúng ta có cái unit rồi nè. Thứ hai là các bạn nên chọn cái GDK cho nó phù hợp nữa. Thì các bạn có thể xem lại những cái dự án cũ của mình á. Thì mình có chọn cái properties ở đây. Các bạn có thể copy là cái properties để các bạn định nghĩa ra khi mà chúng ta compile hay là chúng ta thực hiện một cái hành động gì đấy, thì nó sẽ sử dụng cái phiên bản nào cho nó phù hợp. Ví dụ đây mình sẽ chọn là phiên bản là 1.8 đi, 1.8 đổ lên nha các bạn. Đó, mình sẽ ví dụ như vậy nhé. Rồi, đó các bạn thấy không ạ? Rất là dễ thôi, nó cũng không không có gì quá là phức tạp đâu ha. Rồi. Đó thì bây giờ giả sử như chúng ta muốn test thằng máy tính này thì các bạn sẽ làm gì? Thông thường chúng ta sẽ viết những cái phương thức ở đây đúng không? Đó, các bạn sẽ thấy ví dụ ở đây chúng ta có một cái phần test nè, thì bây giờ chúng ta sẽ viết cái phương thức là test phép cộng nha. Test phép cộng bây à, nó đang bị thiếu cái thư viện này à. Các bạn chọn phải chuột các bạn chọn Maven install giúp mình, Maven install để chúng ta tải những cái thư viện về đó các bạn. Ví dụ chúng ta khai báo cái thư viện là unit test đúng không ạ, nhưng bây giờ chúng ta chưa có thì các bạn cũng cần phải download nó về. Thì lúc này các bạn download xong á thì mấy cái thằng này nó sẽ hết lỗi nè, tại vì chúng ta có đầy đủ những cái thư viện đó rồi. À, thì nó sẽ hết lỗi. Ok, các bạn chờ chút xíu ha, để mình kiểm tra xem coi nó bị lỗi gì ở đây. À, ok, mình kiểm tra xem cái library của mình nó có đây. À, ở đây thì các bạn cần fix lại cho mình thằng này, nó là 1.8 luôn ha. 1.8 apply and close. Rồi xong. Tiếp tục kiểm tra cái Maven này nó có gunit chưa. Rồi ở đây nó có đầy đủ cái thằng gunit rồi ha, không thiếu cái gì hết. Còn nếu như nó vẫn lỗi nữa thì các bạn hãy chọn cái thằng gunit nào nó cũ hơn chút, để mình chọn thử là thằng gunit cũ hơn chút ha. Unit ở đây. Rồi, ok. Mình chọn cái thằng đâu rồi nhỉ? Đây ha. Ok. Rồi, mình chọn update là cái dự án của mình nha các bạn. Maven các bạn update lại để cho nó tải những cái file á, những cái thư viện của chúng ta về. Rồi sau đó các bạn sẽ kiểm tra lại nè. Hết lỗi chưa? Cái phần test của chúng ta nó hết lỗi chưa? Ok. Rồi, hết lỗi rồi đấy, đúng không? Thì bây giờ các bạn có thể viết những cái hàm, ví dụ là test phép cộng. Test phép cộng ở đây đúng không? Thì các bạn có thể ví dụ là các bạn assert. Thì các bạn phải đi tìm hiểu thêm giúp mình ha, cái phần là làm sao để chúng ta có thể viết được một cái test case trong Java. Assert equals
Eco thì ví dụ như là mình có số 15 đúng không? Sau đó mình select cái máy tính của mình nè. Mình chấm cộng là mình cộng 10 và mình cộng 5. Thì mình hy vọng rằng cái phép tính này là nó sẽ bằng nhau. Ở đây là nó có một cái thằng thay thế các bạn ha. Nó có một cái cách nào đó để nó thay thế, thì mình không tốn nhiều thời gian thì mình sẽ run cho các bạn xem thử. Các bạn có thể run ở đây, run unit test ở đây là cách thông thường chúng ta làm đúng không? Chúng ta không sử dụng Maven thì chúng ta vẫn test theo kiểu này được. Thì các bạn thấy ở đây nó là xanh hay nó là đỏ đúng không các bạn? Ở đây là hai thằng double thì các bạn nên có sai số ha. Các bạn nên có sai số tại vì nó là hai con số double mà. Thì nên nó phải có sai số là bao nhiêu. Đó, thì bây giờ các bạn thấy nếu mà ở đây nó là đèn xanh á, giống như là chúng ta là không chúng ta đi đèn xanh đèn đỏ thì đèn xanh là chúng ta được đi ấy, mà coi như là cái thằng này nó làm đúng rồi nè. Còn bây giờ chúng ta sẽ test thử. Chúng ta sẽ test thử với cái thằng là phép trừ. Phép trừ thì các bạn sẽ thấy là bây đây mình cần là 10 ha. Thì bây giờ mình cần lấy là 15 mình trừ cho 10. Đó. Thì mình trừ cho 5 chứ nhỉ? Trừ cho 5 thì mình phải ra kết quả là 10 đúng không ạ? Thì các bạn có thể run, các bạn chọn unit test ở đây. Rồi, các bạn thấy cái kết quả của nó đây là nó bị báo lỗi sai nè, nó báo lỗi sai phép trừ nè. Phép trừ nó nói là gì? Cái kết quả mong đợi là 10 nhưng kết quả trả về là 20. Các bạn thấy không? Expected là 10 nhưng kết quả trả về là 20. Như vậy rõ ràng ở đây là cái test của mình nó sai. Nhưng mà cái cách này là các bạn run từng cái class một thôi, chúng ta không sử dụng Maven, đúng không? Thế thì làm sao để chúng ta sử dụng Maven để chúng ta test? Thì bất kỳ một cái dự án nào á, khi mà các bạn có những cái phương thức, các bạn đặt tên là test máy tính ở đây như thế này và nó nằm ở trong cái thư mục test, thì các bạn có thể phải chuột, các bạn chọn run s nha, là các bạn chọn là maven test, thì lúc này á, nó sẽ làm lần lượt hết tất cả những cái bước cho các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy nè, maven nó sẽ chạy, nó build dự án xong rồi nó sẽ test cái dự án của các bạn đó. Các bạn thấy không, nó sẽ có những cái đoạn code nó chạy ra nha. Đó, đó các bạn thấy không ạ? Đó, nó chạy test nè. Đó thì nó sẽ nói cái test nào là thành công, cái test nào là thất bại, thì những cái này nó sẽ hiển thị kết quả ra cho các bạn ở đây. Các bạn hiểu kịp không ạ? Đó. Thì chúng ta sử dụng cái thằng Maven á, thì có bao nhiêu cái, nếu mà các bạn sử dụng Maven Test có bao nhiêu cái test thì nó sẽ run hết luôn. Và thông thường khi mà các bạn build dự án xong á, khi mà các bạn build dự án, xin lỗi, trước khi các bạn build dự án thì nó cũng sẽ chạy hết nó cái test này. Và nếu như mà tất cả các test nó đều vượt qua thì cái dự án của các bạn mới được build, mới được sử dụng. Các bạn có hiểu kịp không ạ? Đó. Thì rõ ràng ở đây là chúng ta sai đúng không? Thằng Maven nó báo là chúng ta sai như thế này. Đó. Thì các bạn thấy là chúng ta phải đi vào bên trong đây chúng ta sửa nè. Đây, cái thằng máy tính này. Như vậy là các anh lập trình viên á, anh viết code sai đúng không? Cái chỗ này là A trừ B. Phải return về A trừ B. Đó. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta có thể run cái dự án của chúng ta lại. Run S và các bạn chọn là Maven, xin lỗi, Maven Test chứ. Maven Test lại. Ha. Hay là các bạn chọn Maven Install cũng được, được ha. Các bạn chọn Maven Test đi. Để chúng ta có thể thấy là nó test hết tất cả những cái dự án của chúng ta. Thì nếu như mà mọi thứ nó đúng hết á, thì các bạn sẽ không thấy nó báo lỗi nữa. Các bạn sẽ không thấy nó báo lỗi ở đây nữa. Xin lỗi, các bạn chưa update dự án thì phải. Các bạn update cái dự án của mình lại một chút ha. Rồi, các bạn chọn chạy là cái test giúp mình. Run S nha, rồi chọn Maven Test ở đây. Ok không ạ? Đây, mình chạy lại ha. Có thể cái code hồi nãy chúng ta nó chưa được lưu á. Đó, nó đang chạy test nè. Vẫn lỗi hả các bạn? Vậy để mình test bằng cái thằng unit thử ha. 15 trừ 5. Cái thằng này nó chưa được lưu thì sao đó các bạn ơi. Đây vẫn là này, 15 trừ 5 là ra 10 đúng không các bạn? 10, sai số là 0,01. Test phép, ở đây là phép trừ các bạn nhé. Chúng ta chọn sai, cái này là phép trừ nha. Rồi, ok đó. Cho chỗ này chúng ta gõ sai nè. Rồi, ok, run lại nha. Run lại cái Maven Test nha. Thì nếu các bạn chọn Maven Test từ đó đó, thì ở trong đây nè, có bao nhiêu cái lớp test nằm trong thư mục test, nó sẽ kiểm tra hết tất tần tật luôn trước khi các bạn build cái dự án của mình. Còn đấy, các bạn thấy không, nó không có lỗi gì hết thì nó build cái dự án thành công rồi. Nếu mà chúng ta không muốn test toàn bộ cái dự án đó các bạn, thì các bạn cũng có thể test riêng lẻ từng một cái
cái class test 1, hoặc là các bạn có thể test từng cái phương thức một luôn. Bây giờ mình sẽ gõ cho bạn thử nhé. Thì các bạn mà không muốn sử dụng cái Maven test này nè, là chúng ta không test cả dự án á, thì các bạn có thể chọn vào Maven Build nhé. Thì các bạn có thể gõ đây, đó là cái test đầu tiên là test nè. Rồi sau đó các bạn sẽ gõ cho mình là cái từ khóa là trừ d test. Rồi sau đó các bạn sẽ đánh cho mình cái tên class ở đây. À, tên class, tên những cái class mà các bạn muốn muốn kiểm tra đó, thì các bạn có thể gọi là test máy tính, đúng không? Chúng ta có một cái class là test máy tính. Thì nếu như các bạn muốn không muốn chạy, các bạn không muốn run những cái class test khác, các bạn chỉ cần test một cái class máy tính thôi. Thật ra một cái dự án á, chúng ta có thể có rất rất nhiều cái test, các class test khác nhau. Nếu các bạn muốn run một cái class test cụ thể, các bạn sẽ gõ giống như thế này, à, trừ d test bằng test máy tính, thì các bạn chọn run. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng đó là nó sẽ chỉ test những cái gì liên quan tới các class test máy tính này thôi. À, các bạn nhớ nha các bạn, một cái dự án thật á, thì chúng ta sẽ có rất rất nhiều cái test luôn. À, nhưng mà cái thằng test máy tính là cái mà chúng ta muốn test thử thông qua cái công cụ Maven. Thì các bạn thấy không, nó sẽ ghi đây rõ ràng luôn ha, nó chỉ là running test máy tính thôi, đúng một cái test máy tính, nó không run những cái test khác. Rồi giả sử bây giờ trong cái thằng test máy tính này, các bạn thấy rằng rõ ràng là chúng ta có hai cái phương thức để chúng ta test, test phép cộng và test phép trừ. Thế thì bây giờ các bạn muốn test một phương thức thôi, thì các bạn làm sao? Các bạn cũng sẽ làm giống như hồi nãy chúng ta làm. Các bạn chọn run S nè ha. Các bạn chọn Maven Build. Thay vì là Maven Test thì chúng ta chọn Maven Build. Ở đây các bạn sẽ gõ cho mình cái câu lệnh thôi. Test nè. Rồi trừ D Test. Rồi vẫn có cái tên class của chúng ta đó là Test Máy Tính. Test Máy Tính ha. Test Máy Tính. Rồi sau đó các bạn sẽ có một cái dấu thăng. Rồi sau đó các bạn sẽ gõ cho mình cái tên phương thức mà các bạn muốn test. Ví dụ đây mình muốn test là test phép trừ đi. Test phép trừ. Nếu các bạn muốn test nhiều phương thức á, thì các bạn có thể ship gạch rồi các bạn gõ cái tên phương thức tiếp theo. Vì mình có hai phương thức thôi, thì mình sẽ test một phương thức thử cho bạn xem, à, test phép trừ nhé. Đó. Và bây giờ mình sẽ run cho bạn xem nè. Cái thằng Maven nó sẽ báo dưới cửa sổ console này cho chúng ta cái kết quả của cái test case mà chúng ta vừa chạy á. À, các bạn sẽ xem thử nha. Đây nó sẽ build nè. Thấy chưa? Đó. Test này không? Đúng không? Nó run lên, nó cũng báo nè, run lên cái test máy tính. Nhưng nó chỉ run mấy cái test, rõ ràng chúng ta có hai đúng không, nhưng ở đây chúng ta chỉ có run một cái test thôi. Thì các bạn thấy nếu mà các bạn muốn test tất cả, thì các bạn sẽ chọn là run S, chọn Maven test. Còn các bạn muốn chọn test cho một cái tình cho một cái tình huống cụ thể, thì các bạn chọn Maven build, rồi các bạn gõ cái câu lệnh test, rồi các bạn cho những cái tham số vào đây. Thì những câu lệnh này các bạn có thể sọc thêm trên mạng ha, nó có rất là nhiều. Các bạn có thể nghiên cứu thêm các bạn nhé. Ok, rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Ok, thế thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Trên màn hình hiện tại là một số cái video clip khác mà bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể nhấn vào bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục xem những cái video đó các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn nếu có đóng góp hoặc là có câu hỏi, xin hãy comment xuống phía bên dưới. Ok nha, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Xin chào.